Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn cách mua hàng trên Bull & Bear. Trong video này thì mình sẽ quay lại từng thao tác rất rõ ràng và chi tiết, dễ hiểu để giúp cho tất cả các bạn và mọi người có thể tự tay ngồi tại nhà của mình và tiến hành mua hàng Bull & Bear rồi ship về tận tay ở Việt Nam một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Thì các bạn chú ý xem thật kỹ từng bước mình hướng dẫn trong video này thì chắc chắn bạn sẽ mua hàng được thành công và tiết kiệm nhất cho mọi người. Không cần phải thông qua bất kỳ một dịch vụ mua hộ hay trung gian nào khác để chúng ta được chủ động và tiết kiệm chi phí hơn cho mọi người đấy nha. Về hãng thời trang Bull & Bear Tây Ban Nha là một thương hiệu rất nổi tiếng của thế giới. Bull & Bear là một thành viên của tập đoàn Inditex Group, là tập đoàn đã khai sinh ra thương hiệu thời trang Zara nổi tiếng ngày nay. Với phong cách thiết kế trẻ trung, độc và lạ, nên các mặt hàng của Bull & Bear Tây Ban Nha chiếm được tình cảm của đông đảo người tiêu dùng trên toàn thế giới. Hiện nay, thương hiệu Bull & Bear Tây Ban Nha đã có hàng trăm đại lý bán hàng trải rộng trên khắp thế giới, trong đó có cả cửa hàng tại Việt Nam. Tuy rằng Bull & Bear đã có mặt tại Việt Nam, nhưng việc mua sắm hàng Bull & Bear tại cửa hàng này không thực sự thuận tiện đối với những người ở tỉnh khác. Và bên cạnh đó, thì khi mua sắm tại đây, giá thành sẽ đắt đỏ, do đó chúng ta không được tiếp cận trực tiếp với giá gốc chính hãng bên Tây Ban Nha. Và mẫu mã cũng không được phong phú và thường xuyên cập nhật mới cho chúng ta, cũng như về chương trình sale cũng rất ít nữa các bạn. Do đó mọi người đều chọn phương án tự mua hàng bên Bull & Bear Tây Ban Nha và ship về tận nhà ở Việt Nam là phương án tối ưu hơn, khi mà chúng ta đã biết cách mua hàng và săn sale giảm giá tốt bên Bull & Bear chính gốc Tây Ban Nha rồi. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách săn hàng sale giá rẻ trên Bull & Bear như thế nào, thanh toán đơn hàng ra sao và cách ship hàng về tận nhà ở Việt Nam cho chúng ta như thế nào để an toàn và tiết kiệm nhất. Và các bạn chú ý nhớ bấm like và đăng ký kênh để được xem thêm nhiều video bổ ích mới phát hành về cách mua hàng quốc tế rất hay và bổ ích cho mọi người nữa nhé. Rồi, giờ thì ok, mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung chính nhé. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ vào Google, search từ khóa là Bull & Bear. Rồi, ở đây có rất là nhiều trang web Bull & Bear. Thì các bạn bấm vào bullandbear.com nha, hai trang web này đều được. Rồi, mình lướt xuống cho các bạn xem. Thì ở trên có hai cái trang web bullandbear.com, có hai link. Các bạn bấm vào bullandbear.com. Đây, đây là trang chủ của Bull & Bear. Đó. Mình sẽ chọn vào Bull & Bear Tây Ban Nha. Các bạn bắt click vào đây để đổi. Rồi, các bạn chọn đó, khu vực là Tây Ban Nha, Spain. Các bạn kéo xuống. Rồi, đây, các bạn click vào đây, đây là Spain. Rồi các bạn chọn tiếng Anh. Rồi các bạn chọn xong đây tiếng Anh. Rồi chúng ta bấm đổi. Rồi chúng ta đã vào trang chủ của Bull & Bear Tây Ban Nha rồi. Đây, mình sẽ lướt qua cho các bạn xem về tổng quát trang chủ chính hãng của Bull & Bear. Đó, các bạn kéo xuống. Rồi, như vậy là tổng quát của trang chủ của Bull & Bear. Giờ chúng ta sẽ tiến hành chọn sản phẩm. Rồi, các bạn chọn sản phẩm nữ hoặc là nam, các bạn click vào đây. Đây là sản phẩm mới, khuyến mãi, quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện, các cái xu hướng. Đó, các bạn chọn lựa chọn vào. Ở đây mình sẽ chọn sản phẩm khuyến mãi của nữ này. Click vào Women. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ chọn promotion. Đó. Các bạn lướt sơ qua
sẽ trang chủ của bên giao diện nữ. Thì chúng ta sẽ chọn vào promotion, các bạn click vào đây để săn sale giá rẻ, để xem có sản phẩm nào phù hợp thì chúng ta sẽ mua. Rồi, đây là những sản phẩm đang sale các bạn, được giảm giá. Các bạn chọn sản phẩm phù hợp nha. Chúng ta kéo xuống, có rất nhiều sản phẩm đang sale. Rồi, chúng ta mua hàng trị giá trên 30 euro thì sẽ được free ship. Cho nên các bạn chú ý là gom đơn để được giảm giá ship. Miễn phí ship thì nó cũng tiết kiệm được một số tiền các bạn. Rồi, chúng ta sẽ vào lựa sản phẩm. Đây, mình sẽ mua tặng cho các bạn, thực tế cho các bạn xem. Ta lựa nhiều mẫu. Các bạn cứ lựa chọn theo ý của mình ha. Rất là nhiều mẫu mã, ở đây có mẫu mã cho nam, cho nữ thì các bạn lựa chọn, có thể mua với phong cách rất là trẻ trung. Đây, mình sẽ mua món này, các bạn click vào để xem chi tiết sản phẩm và lựa chọn màu sắc cũng như là size. Đó, này có 3 màu, đen, màu xanh và màu hồng. Rồi, mình sẽ chọn size ở chỗ này các bạn nha, mình chọn size XS nhỏ nhất. Rồi, chúng ta bấm S vào sọt hàng thì giỏ hàng nó hiện lên. Đó, trong giỏ hàng có một sản phẩm. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lựa sản phẩm tiếp trong cái phần sale khuyến mãi. À, các bạn vào đây cũng lựa giống như lúc nãy các bạn nha. Mình mua trên 30 euro thì sẽ được free ship. À, sẽ mua bộ này. Ok. À, này có hai màu, màu đen và màu cam. Chúng ta cũng chọn cái size phù hợp với mình là size XS nhỏ nhất. Rồi, S và sọt hàng thì giỏ hàng cũng hiện ra. Thì trong giỏ hàng lúc này đã có hai sản phẩm. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mua một sản phẩm nữa rồi sẽ tiến hành thanh toán cho các bạn. Mình mua một sản phẩm của nam, mua sản phẩm của nam cho em mình để xem trong promotion sản phẩm khuyến mãi để có cái áo khoác thích hợp không để mình mua cho em mình. Các bạn cũng lựa, kéo xuống lựa thì đồ nam cũng nhiều sản phẩm rất là trẻ trung, giá rất là tốt các bạn. Các bạn có thể mua về buôn bán kinh doanh cũng rất là phù hợp. Các bạn cứ lựa sản phẩm theo sở thích của mình ha. Ở đây mình sẽ mua cái áo khoác này, click vào mình xem thử. Đây, có 3 màu, cũng màu đen, trắng và màu nâu. Thì em mình thích màu trắng, mình sẽ mua màu trắng. Và size thì sẽ chọn size S là phù hợp. Thì các bạn xem cái size của mình, các bạn lựa nha. Không biết thì các bạn có thể vào Google để quy đổi size. Rồi sau khi add vào thì ở trong cái giỏ hàng của mình đã có 3 sản phẩm. Thì lúc này cái mức tiền của mình đã được free ship rồi. Các bạn xem, kiểm tra lại cái giỏ hàng của mình. Đây, ở dưới là những sản phẩm người ta gợi ý mua thêm. Các bạn có nhu cầu ok thì add vào. Rồi, như vậy là 40.07 euro. Như vậy là đã được free ship. Chúng ta click vào process order để tiến hành mua hàng.
Rồi, tới bước này thì chúng ta sẽ có các cái cách để mua hàng. Một là các bạn có tài khoản rồi, các bạn đăng nhập email và tài khoản bắt buộc vào. Thứ hai là các bạn có thể đăng ký bằng Facebook, hoặc là chúng ta mua hàng với dạng là khách vãng lai cho đơn giản, thì tí nữa cũng đăng ký tài khoản thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mua cách này cho nó dễ hiểu nhất. Rồi, ở đây là bước chọn phương thức giao hàng, thì chúng ta sẽ chọn là giao hàng tại nhà nha các bạn. Các bạn chọn là giao hàng tại cửa hàng thì chúng ta sẽ rất là mất công. Rồi, chúng ta sẽ nhập email và xác nhận email của mình vào đây. Để khi mua hàng thành công, web sẽ gửi email xác nhận đơn hàng thành công cho các bạn. Và khi web ship hàng thì họ sẽ gửi cho các bạn một cái email số tracking để các bạn theo dõi tiến độ giao hàng. Và các bạn điền thông tin email chính xác vào chỗ này. Email chính xác vào. Cái này tên. Nếu các bạn ship thẳng về Việt Nam thì chúng ta sẽ để tên theo chứng minh của mình. Còn nếu dùng kho vận chuyển bên Tây Ban Nha thì các bạn sẽ có mã khách hàng sẽ được cung cấp chi tiết để các bạn điền vô và hướng dẫn các bạn cụ thể cho chính xác. Thì bạn nào cần kho bên Tây Ban Nha thì có thể liên hệ cho mình. Mình sẽ giới thiệu những cái dịch vụ uy tín, đảm bảo chất lượng, hàng hóa có hư hỏng mất mát người ta sẽ đền bù cho mình đúng theo giá trị của hàng hóa, để các bạn có thể an tâm buôn bán kinh doanh. Và chi phí vận chuyển về rất là rẻ thôi các bạn, khoảng hơn 200 ngàn một ký mà đã bao trọn gói cho chúng ta rồi. Nếu như các bạn ship thẳng về Việt Nam thì chú ý hàng nào mà trị giá trên 2 triệu thì các bạn sẽ bị tốn thuế hải quan và cộng thêm tiền ship nữa, thì đa số nó sẽ không có lợi bằng. Cho nên chúng ta nên chọn kho bên Tây Ban Nha. Nếu bạn nào cần thì có gì báo mình ha. Rồi, ở này các bạn cứ điền vào. Ở đây là địa chỉ, địa chỉ của kho nhận hàng để giao đến. Mình làm ví dụ các bạn xem cho dễ hiểu ha. Rồi, đây là mã zip code. Chúng ta điền vào mã zip code. Đây là chào, là Madrid các bạn. Các bạn đi vào. Rồi, ở đây là chọn quận. Quận thì các bạn cũng chọn Madrid luôn. Các bạn kéo xuống, các bạn chọn. Madrid. Còn ở đây là Spain, là Tây Ban Nha, là mặc định mình chọn lúc đầu rồi, cho nên là web sẽ hiển thị luôn. Rồi, sau khi chọn xong, các bạn kiểm tra lại thông tin cho chính xác một lần nữa. Rồi, về email, tên, mã khách hàng, số điện thoại, nhận hàng bên đó. Rồi, zip code. Sau đó, chúng ta sẽ bấm vào Continue để tiếp tục bước tiếp theo. Rồi, các bạn click vào Continue thì ở đây người ta sẽ ra cái địa chỉ gợi ý và địa chỉ của chúng ta đăng nhập lúc nãy. Đó, người ta muốn hỏi mình lại là địa chỉ đã chính xác chưa, thì các bạn sẽ kiểm tra lại. Nếu như chính xác rồi thì các bạn click vào ô lựa chọn và bấm xác nhận. Đó, như vậy là chúng ta xem lại cái địa chỉ của chúng ta cho chính xác các bạn nha, để hàng hóa được ship nhanh chóng và đảm bảo hơn. Ở dưới là địa chỉ gợi ý. Đó. Nếu ở dưới này người ta gợi ý địa chỉ chính xác thì chúng ta bước dưới cũng được. Còn như là theo thông tin cung cấp, chúng ta bấm ở trên và bấm Continue. Rồi, bước tiếp theo đây. Sau khi chúng ta nhập địa chỉ xong thì tới phương thức thanh toán. Các bạn sẽ có các phương thức là thẻ Visa, hoặc là PayPal, hoặc là các cái thẻ giảm giá, hoặc là các bạn có gift card, thì hoặc là có chuyển khoản ngân hàng. Nhưng mà để đơn giản nhất cho các bạn dễ làm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thanh toán bằng thẻ Visa. Thì các bạn có thể ra ngân hàng làm thẻ Visa debit
thì không cần chứng minh thu nhập, có thể làm ngay, dễ dàng các bạn nha. Rồi, ở đây chúng ta kiểm tra là giỏ hàng này á, nếu mà ok rồi thì các bạn sẽ nhập vào. Đây là tên chủ thẻ, các bạn nhập họ tên đầy đủ không dấu ở mặt trước của thẻ vào. Đó. Rồi, ở chỗ này là mã số của thẻ, ở mặt trước thẻ có in thì các bạn nhập mã số vào. Và chú ý là các cái mã số thông tin thẻ này các bạn phải bí mật, không cho người khác thấy, thì tránh trường hợp người ta thấy thông tin của mình, người ta có thể mua hàng hết tiền trong thẻ của chúng ta, cho nên là rất nguy hiểm, các bạn nhớ nha. Rồi, ở đây mình nhập vào cho các bạn xem để các bạn dễ hiểu. Đó, đúng trên cái dãy số mở thẻ, nếu nhập sai là web sẽ báo lên ngay, cho nên chúng ta yên tâm. Ở đây mình sẽ nhập cái tháng hết hạn của thẻ, cũng có in trên mặt trước của thẻ luôn. Rồi, ở đây là năm hết hạn, cũng được in trên mặt trước của thẻ luôn. 2022, chúng ta nhập hai số sau thôi. Đây là mã số bí mật được in mặt sau của thẻ, gồm 3 chữ số, các bạn nhập vào. Rồi, nếu mà nhập xong, các bạn sẽ click vào Continue. Rồi, kiểm tra đầy đủ chính xác, các bạn sẽ click vào cái ô Continue ở dưới này để tiến hành mua hàng. Thì chúng ta kiểm tra lại thông tin một lần nữa cho chính xác các bạn. Sau đó chúng ta tiến hành bước cuối cùng để chúng ta mua hàng. Đó, thời gian giao hàng từ ngày 11 tháng 9 đến 14 tháng 9. Ở đây thì nếu mà các bạn cần hóa đơn thì các bạn click vào ô này để người ta xuất hóa đơn cho mình. Còn không thì các bạn tắt đi. Rồi, các bạn phải bấm vào chấp nhận điều khoản mua hàng trên web. Rồi, sau đó mới bấm xác nhận mua hàng tiếp. Các bạn chú ý kiểm tra kỹ ha. Confirm order, các bạn click vào đây. Thì hàng hóa sẽ được mua hàng thành công. Và sau 3 tuần thì hàng sẽ được ship về Việt Nam tận tay cho chúng ta. Chúng ta sẽ được nhận hàng và kiểm tra hàng. Nếu mà các bạn dùng dịch vụ bên đó thì các bạn kiểm tra hàng ok rồi mới thanh toán tiền, cho nên rất đảm bảo. Rồi, như vậy là các bạn cần tư vấn thêm hay cần thêm thông tin thì có thể bình luận hoặc là nhắn tin cho mình ở bên dưới nhé. Xin chào.